Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 26 tháng 4 năm 2023 giá đi ngang. Giá mít ruột đỏ Indo lá bầu mua tại vườn hôm nay có giá như sau: mít nhất từ 35 đến 37 ngàn đồng một ký, trái từ 8 ký trở lên. Mít nhì từ 25 đến 27 ngàn đồng một ký, trái từ 5 ký đến dưới 8 ký. Mít chợ từ 12 cho tới 15 ngàn đồng một ký. Như vậy là giá đã hạ nhiệt rất nhiều rồi hả bà con. Theo tình hình chung của thị trường trái cây Việt Nam, đó là vào vụ rộ mùa cũng như là bị cạnh tranh bởi rất nhiều các loại trái cây Trung Quốc và Thái Lan.